Những thông tin chính sẽ có trong bản tin bóng đá Việt ngày 14 tháng 8. U23 Việt Nam chốt danh sách lên đường sang Thái Lan. Cơ hội đi tiếp của Hải Phòng FC tại AFC Champions League. AFC gửi thư chia buồn tới câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chào mừng quý vị đang trở lại với bóng đá Việt trên FPT Play. Trong số phát sóng đầu tuần hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về đội tuyển U23 Việt Nam cũng như là câu lạc bộ Hải Phòng FC trong sứ mệnh tham gia AFC Champions League. Mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, 3 ngày sau khi được công bố là huấn luyện viên trưởng chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu này và cùng với các học trò lên đường sang Thái Lan. Chiều ngày hôm qua 13 tháng 8, các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn và tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Đây cũng là buổi tập đông đủ nhất các cầu thủ được triệu tập kể từ ngày đầu tập trung cho đến nay. Và buổi tối cùng ngày, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự cũng đã có những bàn bạc để đưa ra danh sách rút gọn 26 cầu thủ sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày hôm nay 14 tháng 8. Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 là tập hợp của các cầu thủ nòng cốt phần lớn ở độ tuổi U20, kết hợp thêm một số cầu thủ U23. Đây cũng sẽ là đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Như thông tin trước đó, vào sáng ngày hôm nay, toàn đội U23 Việt Nam đã khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài đến Thái Lan trên chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 50. Toàn đội đã đặt chân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Tại đây, đội đã được phía ban tổ chức đón tiếp chú đáo, bố trí khu vực ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh. Nhờ vậy, đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đặc biệt, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng rất quan tâm đến lịch trình hoạt động của đội tuyển, cử đại diện ra sân bay đón và hỗ trợ nhiệt tình các thành viên của đội. Trong thời gian tập huấn trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Almeros, nằm cách sân bay Suvarnabhumi khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt, cũng như rất gần địa điểm tập luyện. Chiều nay, đội sẽ có buổi tập đầu tiên lúc 16 giờ để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Bahrain diễn ra lúc 18 giờ ngày mai 15 tháng 8. Ban huấn luyện cũng đã lên kế hoạch sử dụng lực lượng trong trận đấu này nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm cầu thủ mới lên tập trung cùng đội. Đây là trận đấu phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Quý vị đang theo dõi trên màn hình đó là thông tin về giờ thi đấu chính thức của câu lạc bộ Hải Phòng tại sân chơi AFC Champions League, trận đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà Hồng Kông Rangers. Những thông tin chi tiết về trận đấu này đang được đội ngũ phóng viên của FPT Play có mặt tại Hồng Kông, Trung Quốc đưa tin độc quyền và cập nhật đến quý vị. Đồng thời FPT Play sẽ có bản quyền trọn vẹn và duy nhất của trận đấu này để phục vụ quý vị vào ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi nha. Vào chiều mai, Hải Phòng FC sẽ chính thức bước vào vòng đấu sơ loại AFC Champions League 2023-2024 với chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Hồng Kông Rangers. Rangers là một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Hồng Kông, Trung Quốc, được đặt theo tên của đội bóng Glasgow Rangers nổi tiếng của Scotland. Đội bóng này giành quyền dự vòng sơ loại AFC Champions League 2023-2024 sau khi xếp hạng 3 chung cuộc tại giải đấu Hồng Kông Premier League mùa giải trước. Tuy nhiên, kể từ tháng 5 cho đến nay, câu lạc bộ này không có bất kỳ một trận đấu chính thức. Đội bóng của Hồng Kông, Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới nên chỉ tham gia các trận đấu giao hữu. Ở trận đấu với Hải Phòng, câu lạc bộ này có thể đăng ký đến 9 ngoại binh tham gia. Trong đó, đội bóng này sở hữu 3 cầu thủ Hàn Quốc, 3 cầu thủ Nhật Bản, 1 cầu thủ người Montenegro, 1 cầu thủ người Ghana và 1 cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, trong số này, 3 cầu thủ hiện đang sở hữu hộ chiếu Hồng Kông, Trung Quốc. Do đó, AFC ghi nhận câu lạc bộ Hồng Kông Rangers sử dụng 6 ngoại binh ở giải đấu năm nay. Điều này phù hợp với quy định mỗi đội được dùng tối đa 6 cầu thủ nước ngoài mà Liên đoàn bóng đá châu Á đặt ra. Trở lại với Hải Phòng FC, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có sự chuẩn bị tương đối chú đáo cho sân chơi châu lục. Hiện tại, toàn đội đã ổn định nơi ăn trốn ở, làm quen với điều kiện sân bãi để chuẩn bị đối đầu với đội chủ nhà vào ngày mai. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có trong tay lực lượng tốt nhất. Đồng thời ở những vòng đấu vừa qua, ông cũng chủ động xoay tua lực lượng để đảm bảo thể lực cho các trụ cột trong trận đấu sắp tới. Xét về lịch sử, các đại diện Việt Nam thường có thành tích tốt khi đối đầu với các đội bóng của Hồng Kông, Trung Quốc. Trong những năm trở lại đây, câu lạc bộ Thanh Hóa đã từng đánh bại Eastern SC với tỷ số 4-2 ngay trên sân khách ở trận Playoff AFC Champions League 2018. Trước đó hai mùa giải, cũng trong trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League
Hà Nội FC đã đánh bại đội bóng hàng đầu của Hồng Kông Trung Quốc là Kitchi với tỷ số tối thiểu 1-0. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Hồng Kông Rangers và Hải Phòng FC sẽ được FPT Play gửi đến quý vị và các bạn vào lúc 18:30 chiều mai, ngày 15 tháng 8 trên các nền tảng của chúng tôi. Sự kiện câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu tại AFC Champions League thu hút đông đảo sự quan tâm của người Việt Nam sinh sống tại Hồng Kông. Bởi trong số khoảng gần 10.000 người Việt sinh sống tại đây, cũng có một số lượng không nhỏ những người sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Ban đầu, do sức chứa sân vận động Mô Cốc chỉ có khoảng 6.600 chỗ ngồi, ban tổ chức chỉ bố trí cho đội khách một số lượng vé khiêm tốn theo quy định. Tuy nhiên, trước đề nghị từ phía cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông, số lượng vé cho cổ động viên đội khách đã được nâng lên 1.000. Với sự góp mặt của đông đảo lượng cổ động viên Việt, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho trận đấu tới đây. Trước đó vào chiều 13 tháng 8, lãnh đạo câu lạc bộ Hải Phòng đã tham dự buổi giao lưu bóng đá giữa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông, Hiệp hội người Việt Nam tại Hồng Kông và Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông. Ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng rất bất ngờ khi chứng kiến phong trào thể dục thể thao của người Việt tại Hồng Kông phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thay mặt câu lạc bộ Hải Phòng, ông Hoàn cũng gửi lời mời tới cộng đồng người Việt tại Hồng Kông tới dự khán trận đấu giữa Hải Phòng FC và Hồng Kông Rangers. Thực sự đây là cũng là lần đầu tiên bóng đá Hải Phòng được đi ra với đấu trường châu lục. Nên là vinh dự cũng lớn mà trách nhiệm cũng nhiều, nhưng với tinh thần thể thao cao thượng, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của thành phố. Và tôi khẳng định rằng chúng tôi thi đấu với 200% sức lực. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Rangers sẽ diễn ra vào lúc 18:30 phút ngày 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Vinh Quang 2023, Side Together. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này có lẽ là tất cả chúng ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng về tai nạn thảm khốc đã cướp đi 3 thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Các tổ chức làm bóng đá ở trong nước cũng như là quốc tế đã có những hành động thiết thực, gửi những lời chia buồn sâu sắc cũng như hướng về gia đình của các nạn nhân. Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận được thư chia buồn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC về tai nạn của các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xảy ra vào ngày 12 tháng 8. Trong thư, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự việc thương tâm này. Chủ tịch AFC trân trọng gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình các nạn nhân đã tử nạn và cầu chúc người bị thương sẽ nhanh chóng phục hồi. Ông cũng khẳng định gia đình bóng đá châu Á sẽ luôn luôn đoàn kết và đồng hành cùng với bóng đá Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. VBF sẽ tổ chức lễ mặc niệm 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc ở giải hạng nhất lẫn cúp quốc gia sắp tới. Theo Tuổi Trẻ Online, đại diện của VBF cho biết sẽ tổ chức lễ mặc niệm 3 thành viên vắn số của câu lạc bộ Phố Núi trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 sắp tới. Trước 4 trận còn lại của vòng 16 giải hạng nhất quốc gia 2023 và 2 trận bán kết cúp quốc gia 2023, ban tổ chức sẽ dành thời gian để mặc niệm trước khi bước vào trận đấu. Trong khi đó, vào chiều qua, tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2023, VFF, ban tổ chức giải và thành viên 4 đội bóng tham dự cũng đã dành một phút mặc niệm trước các trận đấu playoff tranh vé lên giải hạng nhất quốc gia. Các thành viên đều gửi lời chia buồn sâu sắc và đồng thời hướng về gia đình các nạn nhân bị nạn. Tiếp theo xin mời quý vị đến với giải vô địch U15 quốc gia, giải đấu ươm mầm cho những tài năng trẻ của bóng đá nước nhà. Có hai cái tên đã xuất sắc sớm giành quyền vào vòng tứ kết và chúng ta hãy cùng điểm qua đó là những cái tên nào. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi. Trước khi hẹn gặp lại vào những số phát sóng lần sau, xin được chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật đầy năng lượng và hiệu quả. Nhờ chiến thắng trước Phù Đồng ở trận ra quân, nên U15 PVF sẽ giành vé vào tứ kết nếu đánh bại đối thủ cứng cựa là Viettel. Hai bên đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hết sức hấp dẫn. Chung cuộc, U15 PVF đã có được chiến thắng sít sao với tỷ số 3-2. Qua đó giành vé vào tứ kết. Tại bảng C, U15 Hà Nội FC cũng đánh bại đối thủ U15 Khánh Hòa với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Lực ở phút 87. Sau hai lượt trận,
đội bóng thủ đô đứng đầu bảng với 6 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Sông Lam Nghệ An 2 điểm, đồng thời giành vé vào vòng đấu của 8 đội mạnh nhất. Trước đó, vòng chung kết giải U15 quốc gia cũng đã xác định cái tên đầu tiên tiến vào vòng đấu của 8 đội mạnh nhất, đó là U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại bảng A. Chiều qua, trận chung kết giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup 2023 khu vực phía Nam giữa HTV và câu lạc bộ phóng viên đời sống xã hội đã diễn ra trên sân Tào Đàn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là trận cầu đầy duyên nợ khi trong vòng 14 tháng, hai đội bóng này đã gặp nhau trong 3 trận chung kết. Trong 2 trận đấu trước, Quang Hiển đã góp công lớn giúp HTV giành 2 chức vô địch. Trong lần tái đấu này, anh cũng để lại dấu ấn trong bàn thắng của Thế Mẫn. Tuy nhiên, chấn thương ở giữa hiệp 1 đã khiến cho số 10 không thể tiếp tục thi đấu. Sự thiếu vắng của Nhạc Trường đã khiến lối chơi của HTV trở nên rời rạc. Họ chỉ trông chờ vào những cú đá phạt của nhà báo Phạm Uyên. Tấn công bế tắc, hàng thủ thì liên tục mắc sai lầm. Chính điều đó đã khiến thủ môn Thanh Bình phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Người đã tỏa sáng trong chiến thắng của câu lạc bộ phóng viên đời sống xã hội là Lê Hoàn. Anh đã lập được một cú đúp, cùng với đó là một bàn thắng của anh Phương. Với chức vô địch này, câu lạc bộ phóng viên đời sống xã hội đã đòi lại món nợ cũ với đối thủ HTV, qua đó trở thành đại diện duy nhất của khu vực phía Nam tham dự Press Cup 2023 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 tới đây tại Hà Nội. Cũng trong cuối tuần qua, giải bóng đá ngành xe auto 365 Cup 2023 cũng đã xác định được 3 nhà vô địch. Đội bóng đã lên ngôi một cách ấn tượng, đó là Store Detailing. Đây là đội sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như siêu phủi Cup de Villa, nhà vô địch VPL Mai Tấn Vũ hay cựu tuyển thủ Futsal Vũ Xuân Du. Trong trận chung kết, dàn sao của ông bầu Võ Hoàng Sơn đã dễ dàng đánh bại đội 365 Group với tỷ số 4-2, qua đó lên ngôi vô địch Serie A. Ngoài danh hiệu tập thể, Store Detailing cũng ám chọn 3 danh hiệu cá nhân khi đội trưởng Vũ Xuân Du giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, Lê Hậu nhận giải thủ môn xuất sắc nhất và vua phá lưới thuộc về Trần Văn Sang. Trước đó 1 giờ đồng hồ, hai trận chung kết Serie B và Serie C cũng đã diễn ra với chức vô địch lần lượt thuộc về Autopro và Vietmap. Quan 2023 Side Together. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.